Chào mừng các con đã đến với khóa học Tiếng Anh lớp 4 dựa trên bộ sách Island Smart Start trên trang web học trực tuyến OLM. Trong bài học trước, các con đã hỏi và trả lời về hỏi đường và cách chỉ đường đi. Con hãy dựa vào bản đầu ở dưới đây và trả lời câu hỏi nhé. How do I get to the soccer field? Đúng rồi, dựa vào mũi tên chỉ trên bản đồ ở đây, chúng ta có đáp án đó là go straight then turn right. It on the left. Tôi đi đến sân đá bóng bằng cách nào? Đi thẳng, sau đó rẽ phải, nó nằm bên tay trái. Các con đã nắm bài rất tốt. Chúng ta cùng tiếp tục bài học ngày hôm nay với lesson 4. Unit 5 Getting around Lesson 4 phần đầu tiên từ vựng vocabulary cô có trò chơi sau các con hãy nghe tiếng của các phương tiện giao thông và đoán đó là phương tiện nào chính xác taxi 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 phương tiện vừa rồi rất quen thuộc đúng không motorbike 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 Đó chính là tiếng của Đúng vậy. Bus. bus bus đúng rồi train train Train. Ngoài việc sử dụng các phương tiện giao thông vừa rồi, các con còn có thể đi bộ. Khi chúng ta muốn nói đi bộ, các con có thể dùng cụm từ on foot. On foot. Cũng có một phương tiện giao thông mới mà ở Việt Nam chúng ta chưa có, đó chính là subway. Tàu ngầm. subway subway chúng mình cùng tổng kết lại các từ vựng taxi bus motorbike train subway on foot taxi bus motorbike train Subway on foot rất tốt chúng mình cùng chuyển sang phần cấu trúc structure các con hãy theo dõi đoạn hội thoại sau và cho cô biết các bạn đang hỏi và trả lời về vấn đề nào How do you go to school, Lucy? I go to school by bus How do you go to school? I go to school by taxi. Chính xác, các bạn đang hỏi và trả lời về phương tiện giao thông, về đi đến đâu bằng phương tiện giao thông nào. Chúng ta sẽ có câu hỏi How do you go to? Theo sau sẽ là vị trí, địa điểm mà các con muốn đến. Và câu trả lời là I go to, theo sau là phương tiện giao thông. Các con lưu ý, chúng ta sẽ dùng by với các phương tiện như bus, taxi, car. Tuy nhiên, khi các con đi bộ, các con sẽ nói on foot. Như trong ví dụ vừa rồi, các bạn đã hỏi là How do you go to school? I go to school by taxi. Cậu đã đến trường bằng cách nào? Tớ đến trường bằng taxi. Tương tự như vậy, các con hãy nhìn vào các bức tranh, đặt câu hỏi và trả lời. À trong câu 1, con thấy ở đây chính là subway, con sẽ nói: I go to the park by subway. I go with my friends. Tớ đi đến công viên bằng tàu ngầm. Tớ đi với bạn. Trong câu 2, chúng ta thấy phương tiện đây chính là motorbike. Câu hỏi sẽ là How do you go to the market? Câu trả lời sẽ là I go to the market by motorbike. I go with my dad. Cậu đi đến chợ bằng cách nào? Tớ đi đến chợ bằng xe máy. Tớ đi với bố. Các con làm rất tốt. Chúng ta chuyển sang phần thứ ba, phần đọc, reading. Đây là bài đọc về bạn Liz. Các con hãy đọc các thông tin trên không, sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng. Cô ví dụ câu 1. Ở câu 1, chúng ta thấy có hai lựa chọn London và New York. Các con sẽ tìm thông tin trong bài đọc. Ở đây cô đã thấy thông tin I live in London in the UK. Vậy đáp án đúng ở đây chính là London. Lee sống ở London ở Vương quốc Anh. Tương tự như vậy, các con hãy đọc bài và hoàn thành các câu phía dưới. Trong câu 2, chúng ta thấy có hai lựa chọn brother, sister. Cô tìm được thông tin trong bài I go to school by bus I go with my brother. Vậy đáp án đúng ở đây chính là brother. Cô ấy đi đến trường với anh trai. Trong câu 3, có hai lựa chọn car hoặc motorbike. Cô sẽ dựa vào từ park để tìm thông tin trong bài. I go to the park by car. Vậy đáp án đúng là car. Cô ấy đi đến công viên bằng ô tô. Trong câu 4 có hai lựa chọn market and library và đi bằng taxi. Từ đây cô sẽ tìm thông tin trong bài. I go to the market by taxi. Đáp án đúng chính là market. Cô ấy đi đến chợ bằng taxi. Trong câu cuối cùng có hai lựa chọn blue và black. Cô sẽ tìm thông tin. The taxi is black đáp án ở đây chính là black xe taxi màu đen các con đã làm bài rất tốt tổng kết lại bài học chúng ta biết thêm các từ vựng chỉ về phương tiện giao thông thứ hai đó là hỏi và trả lời về bạn đi bằng phương tiện nào và cuối cùng đó là bài đọc với chủ đề getting around london bài học của chúng ta đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến olm